Cho nên cái này đích thực là chư Phật nói ra đệ nhất kinh. Pháp môn đệ nhất của Bồ Tát tu, nhi thiên hạ cổ kim, tính điển nghi đa, dư duy hữu bội tâm liệt quyết nhi kỷ. Đây là lời nói của Đại sư Ngẫu Ích, chân thật là cảm khái đau lòng mà nói ra. Thiên hạ xưa nay người tin rất ít, người hoài nghi nhiều. Đại sư Ngẫu Ích chân thật nói đến chỗ này, nghĩ đến cái chỗ này, chân thật là đau lòng đến cùng cực. Rõ ràng bạn ngay trong đời này có thể vĩnh thoát luân hồi, viên thành Phật đạo, không cần đợi đời thứ hai, ngay trong đời này một đời viên mãn. Bởi vì bạn giảng sanh, giảng sanh là sống mà ra đi, không phải chết mà ra đi. Cho nên tôi thường nói pháp môn này gọi là pháp môn không chết, nó chân thật là không chết. Bạn thấy khi thời tiết nhân duyên chín muồi, người giảng sanh thấy được A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cáo từ với mọi người, Phật đến rồi, tôi theo ngài đi đến thế giới cực lạc, vậy thì liền đi, sống mà ra đi. Sau khi đi rồi thì thế nào? Cái túi giả thối này không cần được bỏ đi. Triệt để buông bỏ, đi đến thế giới cực lạc, họ đổi một cái thân. Vừa đến thế giới Tây Phương cực lạc, hoa sen hóa xanh. Hoa sen này là do chính mình trồng, không phải người khác trồng, bao gồm tất cả chúng sanh. Chỉ cần chân thật phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thế giới cực lạc trong ao bảy báo liền mọc lên một nụ hoa, chính là hoa sen. Tín nguyện của bạn kiên cố, niệm Phật chuyên cần, hoa này trong ao sen càng nở càng lớn, càng lớn càng to. Khi thọ mạng hết rồi, A Di Đà Phật liền cầm cái hoa sen này đến tiếp dẫn bạn. Cái hoa này là của chính bạn, không phải do người khác làm ra. Trên mặt hoa còn có tên họ, nhất định không thể nào sai. Bạn vừa bước vào hoa sen, không phải là từ đứa bé dần dần lớn lên. Thân tướng của bạn giống y như Phật. Thế giới Tây Phương là pháp giới bình đẳng, nhục thân xả bỏ, được cái thân gì vậy? Sắc thân vàng thật, kim tự mang. Trong 48 nguyện có, tướng hảo quang minh, cùng Phật, cùng Bồ Tát Bổ Xứ không hề khác nhau, thật bình đẳng. Đó là A Di Đà Phật ngày trước trong nhân địa hành Bồ Tát đạo. Việc này chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ đọc qua cái đoạn lịch sử này. Ngài đã từng tham phỏng qua 210 ức cõi nước Phật. 210 ức là biểu pháp, không phải số tự, là trong mật tông biểu thị đại viên mãn. Chính là nói
khắp pháp giới, hư không giới, tất cả cõi nước chư Phật, không sót lọt cõi nào. Ngài thấy đều tham học qua. Ưu điểm hay dở của mỗi thế giới, Ngài thấy đều học tập. Khuyết điểm, Ngài thấy đều bỏ đi. Cho nên thành tựu của thế giới cực lạc là tập hợp ưu điểm khắp pháp giới hư không giới, tất cả cõi nước chư Phật, nó không có khuyết điểm, như vậy mà tạo thành. Việc này đã cho chúng ta khải thị rất to lớn. A-di-đà Phật kiến tạo thế giới Tây Phương cực lạc không phải bế môn tự tạo, không phải ở trong nhà nghĩ tưởng thiết kế, không phải vậy, là do tham học mà được. Đây là học vấn chân thật. Chân thật có học vấn. Tất nhiên xem thấy như thế giới ta bà chúng ta, Ngài nhất định đã đi đến thế giới ta bà. Tất cả chúng sanh này sanh ra tướng mạo không như nhau. Tướng mạo tốt, phiền não hiện tiền. Phiền não gì vậy? Ngạo mạn. Tướng mạo không tốt, phiền não cũng hiện tiền. Phiền não gì vậy? Cảm giác tự ti rất nặng. Việc này chúng ta đều rất rõ ràng. Thế giới cực lạc, Phật A-di-đà biết được cái điểm này. Nơi đó của Ngài bao gồm hết tất cả những người giảng sanh, tuyệt đối không có cái phiền não này. Vì sao vậy? Mọi người tướng mạo như nhau, không có người nào có tướng mạo tốt được như họ, cũng không có chút khuyết điểm nào, thấy đều như nhau, thể chất như nhau, cao thấp như nhau, mập ốm như nhau, mập ốm như nhau, tướng hảo như nhau. Nếu như vậy mà nói, chúng ta lại có vấn đề. Vấn đề gì vậy? Vậy khi chúng ta muốn tìm một người nào đó, ta làm sao biết được ai là ai? Lớn lên đều như nhau. Việc này chúng ta có nhiều lo lắng. Tại vì sao vậy? Chúng ta không có trí tuệ, không có huệ nhãn, không có thần thông. Người thế giới Tây Phương cực lạc, mỗi người đều có thần thông. Cho nên nhất định không thể nhận sai người. Bao gồm tất cả mọi người tướng mạo giống y như Phật A-di-đà, bạn nhất định không thể nhận sai. Mỗi một người giảng sanh tướng mạo cũng như nhau, bạn cũng sẽ không nhận sai. Không thể nghĩ bài. Cho nên xem xong cái đoạn này thì phải nên phát nguyện. Đó là trên kinh Phật nhiều lần khuyên bảo chúng ta phải nên phát nguyện giảng sanh, phải nên giảng sanh về nước kia. Lại xem đoạn phía sau, trong phẩm hành nguyện nói, đó là trong phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện Kinh Hoa Nghiêm có đoạn lời nói như vậy: thị nhân dục lâm chung thời, nhất thiết chư căn, tất giai bại hoại, vị trí thân thuộc, oai thế, tượng mã chân bảo đảm, tất giai tán diệt. Chúng ta nói cái đoạn này trước. Cái đoạn này là nói việc gì? Một con người khi thọ mạng đến, khi lâm chung, tất cả các căn, tất giai bại hoại,
chính là không khởi tác dụng. Các căn là mắt. Người chết rồi, mắt không thể thấy. Tai không thể nghe. Mũi không thể hít thở. Lưỡi cũng không thể động. Thân thể cũng không thể động. Đó là tất cả các căn thể đều bại hoại, không có tác dụng. Năng lực của sáu căn đều bị mất hết. Đó là tự thân của bạn. Vật ở ngoài thân của bạn thì sao? Thân thuộc của bạn, thân bằng quyến thuộc của bạn, bạn rời khỏi rồi. Quay thế là nói địa vị của bạn, quyền lực của bạn. Cho dù địa vị, quyền lực của bạn đạt đến tột đỉnh, bạn làm đến quốc dư, và lúc đó bạn làm quốc dư cũng không được. Tuổi thọ của bạn đến rồi, quốc dư cũng phải buông bỏ, quyền lực cũng phải buông bỏ. Tượng mã đó là công cụ giao thông vào thời xưa. Công cụ giao thông mà bạn sử dụng, công cụ giao thông của hiện tại, bạn có xe hơi. Có du thuyền, thậm chí nhà bạn có máy bay riêng, cũng đều không thể mang đi. Thì đều không thể mang đi được. Trân bảo, tiền tài của bạn, bạn đã thu thập được rất nhiều trân bảo. Không có thứ nào có thể mang đi được. Thì đều tan diệt. Đối với bạn mà nói, tất cả đều không thể mang đi. Đều là của người khác. Việc này cần phải giác ngộ. Ở trên kinh luận, Phật thường hay nhắc nhở chúng ta, không mang theo được thứ gì, chỉ có nghiệp theo mình. Bao gồm tất cả vật ngoài thân. Nếu bạn chính mình rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, biết được nhất định không phải là của chính mình. Ta không có bất cứ thứ gì, ngay thân thể này cũng không có. Thân thể phải hư hoại. Cho nên ở cái thế gian này, trên kinh Bát Nhã nói rất hay, tất cả pháp không sở hữu, thảy đều không, không thể được. Đó là chân tướng sự thật. Nếu như bạn cho rằng là có được, còn phải đi tranh giành, thì bạn sai rồi. Bạn tranh mà được, tương lai lại không mang đi được. Lại tạo thêm vô lượng vô biên nghiệp chướng. Người thế gian này có mấy người giác ngộ, có mấy người chân thật bỗng chốc tỉnh ngộ. Người giác ngộ, thế gian pháp này thảy đều xả hết, bao gồm cả thân thể cũng không ngoại lệ, nhất định không có lưu luyến. Duy hữu nguyện dương, bất tương xả ly, nhất thiết thời trung, dẫn đạo kỳ tiền, nhất sát na gian, tức đắc vạn sanh thế giới cực lạc. Chủ này nói gì gì vậy mà có thể mang đi được? Mang đi được, đó là thiện nghiệp, ác nghiệp, tình nghiệp. Ba loại nghiệp này sẽ đi theo bạn. Người chân thật giác ngộ, đoạn dứt ác nghiệp. Tuy là tu thiện nghiệp, quyết định không chấp trước. Không chấp trước bị biến thành tình nghiệp. Chấp trước thì liền biến thành thiện nghiệp. Chấp trước quả báo ở ba đường thiện. Không chấp trước, bạn phải hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Quả báo của bạn
liền siêu diệt ba cõi, siêu diệt mười pháp giới, thù thắng không gì bằng. Mười đại nguyện dương dạy chúng ta việc gì? Bạn phải biết. Việc thứ nhất dạy chúng ta cung kính. Lễ kính chư Phật. Điều thứ hai dạy chúng ta xưng tán. Tán thiện. Quyết không nói lỗi lầm. Xem thấy bất cứ lỗi lầm gì, tuyệt nhiên không nói. Bồi dưỡng thiện tâm, thiện ý, thiện hành của chính mình. Không hề lỗi miệng. Xưng tán Như Lai. Việc thứ ba dạy chúng ta bố thí cúng dường, quảng tu cúng dường. Việc thứ tư dạy chúng ta sám hối nghiệp chướng. Chính ta có nghiệp chướng, phải biết sám hối. Thứ năm dạy cho chúng ta tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức rất là quan trọng. Tất cả chúng sanh đều có tâm đố kỵ. Tùy hỷ công đức là phá đi cái tâm đố kỵ. Xem thấy người khác có chỗ tốt, ta không có chút tâm đố kỵ. Tùy tâm, tùy lực giúp đỡ họ, thành tựu cho họ. Đó là tùy hỷ công đức. Họ có công đức bao lớn, ta tùy hỷ công đức thì cũng giống y như họ. Công đức của họ tuyệt nhiên không hề bị giảm ít. Cũng giống như họ là một cây đèn sáp đang cháy sáng, ta có một cây đèn sáp chưa thắp sáng, ta tiếp cái ánh sáng đó của họ thắp sáng cây nến của ta, ánh sáng của cây đèn nến của họ không hề bị tổn thất chút nào. Sau khi tôi thắp sáng cây đèn này rồi, ánh sáng chiếu nhau. Tùy hỷ công đức. Thứ sáu, thỉnh chuyển pháp luân. Thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế không phải là vì chính mình, vì lợi ích chúng sanh. Bạn gặp được chân thiện tri thức, chúng sanh không biết được. Ta biết được, ta biết được thì thỉnh thay. Ta phải vì chúng sanh khu vực này mà thỉnh. Thay chúng sanh thế gian này, lễ thỉnh thiện tri thức. Vì chúng ta giảng kinh nói pháp. Nhân duyên chín muồi, chúng ta phải mời thiện tri thức này thường trụ ở khu vực này của chúng ta. Thiện tri thức thường trụ ở khu vực này, người ở nơi đây có phước. Chân thiện tri thức, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Họ ở ngay nơi đây, chẳng phải mọi người được hưởng nhờ hay sao? Không phải đều có phước báo hay sao? Đây là người phải chân thật có trí tuệ, người phước đức chân thật, hiểu được khải thỉnh. Nguyện. Mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, trên thực tế nguyện chỉ có bảy điều. Bảy điều này là nguyện. Hiện tại thỉnh chuyển pháp luân thuận tiện hơn thời trước nhiều. Hiện tại chúng ta có thể lợi dụng những khoa học kỹ thuật cao này.
lợi dụng đường truyền quốc tế, đường Internet, lợi dụng truyền hình vệ tinh, mời pháp sư, mời thiền tri thức giảng kinh nói pháp. Chúng ta mang những đĩa kinh này bằng ghi âm cho phát ở trên Internet, truyền hình vệ tinh, lợi ích chúng sanh toàn thế giới. Đó là gì vậy? Đây đều là thuộc về thịnh chuyện pháp luân, thịnh Phật tụ thế. Hiện tại hai việc này có thể hợp thành một để làm. Hai nguyện hợp thành một để làm rất không thể nghĩ bài. Ba điều phía sau đều là thuộc về hồi hướng, thường tùy Phật học, hồi hướng Bồ Đề, hàng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh, phổ giai hồi hướng là hồi hướng pháp giới, hồi hướng pháp tánh. Cho nên ba nguyện sau cùng là thuộc về hồi hướng viên mãn trọn đầy. Việc này có thể mang đi. Mười cái nguyện này hướng đạo cho bạn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ thời gian đã hết. A Di Đà Phật. Thế giới Cực Lạc có cõi phàm thánh độc cư, chỉ có hai đạo nhân và thiên, không có A-tu-la, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Do đó, tuy là làm ra tội nghiệp của ba đường ác, nhưng đến Tây Phương thế giới Cực Lạc không có quả báo này. Điều này chúng ta có thể yên tâm rồi. Đến thế giới Cực Lạc, quả khai kiến Phật, hoa sen chuyển đổi mọi thứ trong đời quá khứ. Đến bên đó thân cận A-di-đà Phật, sự trang nghiêm thù thắng của thế giới Cực Lạc. Một khi đến cõi Cực Lạc, bạn sẽ hoàn toàn hiểu rõ. Những điều ích lợi là chuyện chúng ta không có cách gì tưởng tượng được. Đến nơi đó thảy đều nhìn thấy. A-di-đà Phật, ở đó làm gì? Trên kinh A-di-đà có nói, khiêm hiện tại thuyết pháp. A-di-đà Phật giảng kinh thuyết pháp không hề gián đoạn, ngày ngày đều giảng. Người sớm vãng sanh cũng không rời khỏi, họ đang trong giảng đường. Người mới vãng sanh đến giảng đường, trong giảng đường có chỗ ngồi của họ, trên chỗ ngồi có tên của họ, giống như hoa sen vậy. Họ ở đó văn kinh thính pháp, bước vào giảng đường. Đến lúc nào thì ra, thành Phật sẽ đi ra. Bạn xem, bước vô là phàm phu, đi vào giảng đường, lúc đi ra là thành Phật. Không thành Phật không ra ngoài. Ở trong giảng đường, nhưng họ vẫn có thể dùng thần thông độ hóa chúng sanh. Đây là việc người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Vì sao vậy? Bạn nghĩ xem, A-di-đà Phật thời thời khắc khắc cũng không dừng lại, vậy mà từng phút từng giây hóa thân vô lượng vô biên. Để làm gì? Đến mười phương thế giới tiếp dẫn những người vãng sanh. Đến tiếp dẫn toàn là hóa thân của A-di-đà Phật. Mỗi một người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc chỉ cần bước vào giảng đường của A-di-đà Phật, ngồi vào vị trí mà nghe kinh, cũng được ý như Phật vậy, hóa vô lượng vô biên thân. Để làm gì? Đến mười phương thế giới cúng dường chư Phật. Cúng Phật là tu phước. Nghe kinh là để tu huệ, phước huệ song tu. Mười phương hết thảy chư Phật Như Lai đều dạy cho bạn, không hề gián đoạn, cũng dạy mãi cho đến khi bạn thành Phật.
Đạo tràng như vậy biết đến đâu để tìm kia chứ? Tìm không ra. Lợi ích thực chất quá nhiều, nói mãi không hết. Thời gian của chúng ta không cách gì so sánh nổi. Sau khi bạn thật sự thấu suốt, bạn ác sẽ hạ quyết tâm, tôi không đi không được. A-di-đà Phật đều hoan nghênh mọi người đến đó. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta học đến đây. Lục tính vẫn chưa ra khỏi lục đạo. Vậy lục tính ở đâu? Ở chỗ trong kinh giáo thường nhắc tới, đó là tứ thiền thiên tu tập. Người này không buông xuống. Ở tứ thiền thiên, trong tứ thiền thiên có một loại gọi là ngũ bất hoàng thiên. Tứ thiền thiên có 9 tầng, có 9 tầng thiên. Tầng trên cùng là ngũ bất hoàng thiên, là nơi các vị A-na-hàm ở đó tu tập. Người lợi căn thì ngay nơi đó chứng quả A-la-hán, thoát ly lục đạo. Nếu là các vị độn căn thì còn phải thông qua tứ không thiên. Phía trên vẫn còn 4 tầng phải thông qua. Lợi căn thì không cần phải thông qua. Từ tứ thiền trực tiếp đến thanh văn. Thanh văn trong tứ thiền, người này đến được đó là thoát ly sanh tử luân hồi. Người này độ chúng sanh, cho nên không đọa nơi tiểu thừa. Tiểu thừa chỉ lo cho mình, thành tựu cho mình, không hề nghĩ tới việc giúp người khác. Cho nên Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm niệm niệm không rời chúng sanh. Đó là hành bất thoái. Thứ ba, niệm bất thoái, phá vô minh, hiện Phật tánh, đoạn hết vô thỉ vô minh. Trong hội Hoa Nghiêm, chúng ta thường nhắc đến bất khởi tâm, bất đồng niệm. Lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, thấy rõ, nghe hiểu, đó là huệ. Quyết định không hề khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm còn không có, thì làm sao có phân biệt chấp trước? Cho nên ba loại phiền não lớn này đều đoạn tận. Kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não đều đã đoạn hết. Không còn thập pháp giới nữa, siêu diệt thập pháp giới. Người này đi đâu? Đến nhất chân pháp giới. Người này đến thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Từ sơ trụ, sơ trụ của viên giáo cho đến Bồ Tát Đẳng Giác đều ở đó, đều ở nơi thật báo trang nghiêm độ. Hiển Phật tánh tức là kiến tánh, minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật, niệm niệm lưu nhập Như Lai quả hải. Như Lai quả hải chính là tự tánh, cũng chính là thường tịch quang. Mà trong tịnh độ chúng ta thường nói niệm niệm lưu nhập thường tịch quang. Đó là ba loại bất thoái. Ba loại bất thoái trên đây, nếu ở nơi này tu hành, ở thế giới này của chúng ta tu tập, tu là tu hành, sửa đổi những hành vi sai lầm, tư tưởng sai lầm, đó là tu. Trì là bảo trì. Tu đoạn kiến hoặc, bắt đầu từ chỗ này. Như sơ quả của tàn giáo, quả tu đà hoàng, kiến địa của thông giáo,
sơ trụ của biệt giáo, sơ tính của viên giáo, gọi là vị bất thoái. Đây là nói đến tứ giáo tạng thông biệt viên. Tu Đà Hoàng của tiểu thừa là tạng giáo, tạng giáo là tiểu thừa. Công phu đoạn chứng của họ, Tu Đà Hoàng tương đương với Kiến Địa Bồ Tát của thông giáo. Sơ trụ Bồ Tát của biệt giáo, sơ tính Bồ Tát của viên giáo. Công phu đoạn phiền não của họ là bình đẳng, là ngang nhau, nhưng trí huệ không giống nhau, không tương đồng. Trí huệ cao nhất là sơ tính của viên giáo. Trí huệ kém nhất chính là sơ quả của tạng giáo. Chúng ta nên biết điều này. Bồ Tát thông giáo, hợp hồi hướng Bồ Tát của biệt giáo, hợp tín vị Bồ Tát của viên giáo, gọi là hành bất thoái. Họ sẽ không thối chuyển thành tiểu thừa. Họ sẽ không thối chuyển thành tiểu thừa. Sơ địa của biệt giáo, sơ trụ của viên giáo, gọi là niệm bất thoái. Trong đây không có tạng giáo, cũng không có thông giáo. Sơ địa Bồ Tát của biệt giáo, công phu đoạn chứng giống như sơ trụ của viên giáo, phá một phẩm vô minh, chứng được một phần pháp thân. Đó là thật báo trang nghiêm độ. Nói cách khác, Phật của tạng giáo và Phật của thông giáo ở đâu? Ở thập pháp giới. Là Phật trong thập pháp giới. Không ra khỏi thập pháp giới, cho nên nói tương tư tức Phật, không phải là thật. Người này không chuyển A Lại Gia Thức thành đại viên cảnh trí, đúng là không chuyển. Nhưng sơ trụ của viên giáo và sơ địa của biệt giáo thì chuyển rồi. Chuyển tám thức thành bổn trí, dùng chân tâm chứ không dùng vọng tâm nữa. Dùng chân tâm chính là niệm bất thoái. Công phu đoạn chứng của biệt giáo và viên giáo tương đồng, nhưng trí huệ thì khác. Trí huệ đức năng không tương đồng. Nhưng trong pháp môn tịnh độ này vô cùng viên siêu, không thể nghĩ bàn. Đó là giảng về tứ giáo hoặc là ngũ giáo trong kinh Hoa Nghiêm, tiểu thị dung đốn viên. Đều giảng về thử lớp, từng cấp bậc, từng cấp bậc, từ dưới đi lên. Tịnh độ thì không như vậy. Tịnh độ chúng ta ở nhân gian này không đọa một chút phiền não nào. So với quả Tu Đà Hoàng của tiểu thừa còn thua xa, không thể so bì được. Nhưng mà chúng ta ở trong quả người này có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Đây gọi là hoành xuất, chứ không phải thụ xuất. Không phải từng bước tiến lên. Đi ra từ phía trên, chúng ta đi ra từ bên cạnh. Đó là hoành xuất mà trong đây nói. Tuy là hoành sanh, nhưng là viên siêu. Siêu đến đâu? Siêu qua sơ trụ của viên giáo, sơ địa của biệt giáo.
trực tiếp chứng đắc Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Cái này không thể nghĩ bàn. Phàm người giảng sanh không còn đọa vào phàm địa, chứng gì bất thoái. Chúng ta ở cõi này muốn chứng được sơ quả của tàn giáo, bạn thử xem. Đoạn năm loại kiến hoặc, bạn có thể làm được không? Cái đầu tiên là thân kiến bạn phá được chăng? Không còn chấp trước thân này là mình nữa. Thật sự xem thân thể này giống như bộ quần áo vậy. Thân chắc chắn không phải là mình. Không còn đối lập với mọi người nữa. Bạn làm được không? Thật sự buông bỏ được thành kiến chăng? Bản thân mình không có chủ trương, tất cả tùy duyên. Khó quá. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó lắm. Bạn không làm được, bạn không làm được thì bạn không chứng được quả vị này. Trong Đại Thừa Pháp giảng, Bồ Tát Sơ Tín Vị, tôi thường khuyến khích các bạn học sinh. Khi tôi ở Mỹ, tôi thường nói, qua tới 20-30 năm rồi, khuyên mọi người cũng như khuyên chính mình, buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạng. Tôi nói thiệt, 16 chữ này chúng ta buông bỏ hết. Sự tu tập của chúng ta trong Phật Pháp là cấp bậc nào? Là ở cửa vào sơ tín vị. Vẫn chưa vào trong được. Chúng ta cho rằng bản thân mình rất giỏi. Ở ngoài cửa không được vào trong. Làm thế nào để vào được bên trong? Nhập môn, điều kiện của chúng ta như thế không được đâu. Phải dùng điều kiện trong kinh mà Đức Phật đã dạy. Thật sự đoạn hết năm loại kiến hoặc, bạn mới có thể chứng được Bồ Tát Sơ Tín Vị. Dùng cái gì để chứng minh rằng bạn đã thật sự đoạn hết? Sau khi thật sự đoạn hết, tâm thanh tịnh hiện tiền. Trong kinh này nói là thanh tịnh bình đẳng giác, tâm thanh tịnh vừa mới hiện tiền. Giống như sáng sớm, mặt trời vẫn chưa mọc, ánh sáng mặt trời nhìn thấy được, nhìn thấy ánh ban mai. Ở trong cảnh giới này thôi. Bản năng của chúng ta, bản năng chính là lục thần thông. Có hai loại xuất hiện. Đó là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Có được thiên nhãn thông, nghĩa là bạn nhìn xuyên suốt không gian. Bạn có thể nhìn thấy tình hình trong lục đạo. Bởi vì bạn mới có được, nên năng lực còn yếu. Tiểu thần thông, hai loại này chắc chắn có được. Nếu không có hai loại này, thì chắc chắn bạn vẫn chưa chứng được sơ tín vị. Đến nhị tính tam tính, lại có thêm hai loại thần thông nữa, là tha tâm thông và túc mạng thông.
đến tứ tính và ngũ tính. Năng lực từ từ mạnh lên. Đến lục tính dị thì có được thần túc thông. Đến thất tính dị có được lậu tận thân. Cũng có nghĩa là đoạn hết phiền não kiến tư hoặc. Chỗ này nói phục đoạn trần sa. Đoạn hết phiền não kiến tư hoặc, phục đoạn trần sa. Bồ Tát thất tính trở lên, người này vào trong lục đạo để giáo hóa chúng sanh. Đó là tiểu Bồ Tát vào trong lục đạo giáo hóa chúng sanh. Đôi khi sức mạnh của mình không hàng phục được, phục đoạn, khi không hàng phục được vẫn bị thoái chuyển, vẫn bị đoạn lạc, nhưng không lo sợ, Đại Bồ Tát sẽ giúp đỡ họ. Khi người này gặp phải ma chướng, Đại Bồ Tát sẽ đến cứu giúp. Họ sẽ tiếp nhận, dễ dàng quay đầu. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật phó chúc cho các vị Đại Bồ Tát thường hộ niệm cho tiểu Bồ Tát. Tiểu Bồ Tát là nói đến thập tín vị. Thập trụ trở lên thì gọi là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Tát là từ sơ trụ trở lên. Biệt giáo là từ sơ địa trở lên. Viên giáo là từ sơ trụ trở lên. Phàm người giảng sanh không còn đọa vào phàm địa, chứng đắc vị bất thoái, Cực Lạc quốc độ duy nhất Phật thừa, cho nên không đọa vào tiểu thừa, là hành bất thoái. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thật sự giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong Kinh Pháp Hoa, duy chỉ nhất thừa Pháp, không hai cũng không ba. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có tam thừa, không có nhị thừa. Nhị thừa là đại thừa và tiểu thừa. Tam thừa là Thanh Văn, Huyền Giá, Bồ Tát. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có, chỉ có nhất thừa Pháp. Nhất thừa Pháp, nhất Phật thừa, giống như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. 41 vị này chúng ta không cần phải tìm hiểu, chỉ đề xuất Pháp Thân Đại Sĩ chính là nhất thừa Pháp. 41 vị đó là phi hữu phi vô, không thể nói là thật có, cũng không thể nói là không thật có. Trong Kinh Giáo chúng tôi đã giảng rất nhiều lần, đó là tập khí vô thị vô minh. Thật sự đoạn hết vô thị vô minh, thật sự bất khởi tâm, bất động niệm. Nhưng mà tập khí không dễ dàng đoạn đâu, đó là hành bất thoái. Đã sanh đồng cư, tức đồng sanh thượng tam độ, viên tu viên chứng ở trong độ này, tức phá vô minh hiển Phật tánh mà chứng niệm bất thoái. Đây là nói về trạng thái tu tập ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, đại khái là như vậy. Ở thế giới trong mười phương không có. Cho nên tu tập ở thế giới Cực Lạc mau thành Phật. Tất cả mọi chướng duyên đều không tồn tại. Ở trong niệm bất thoái vượt qua 41 nhân vị, nhất sanh thành Phật. À, 41 nhân vị này chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Đây là Pháp Thân Đại Sĩ.
vẫn chưa đoạn tận tập khí vô thị vô minh. Cho nên mới nói như vậy. Nhưng mà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn bạn không thấy được. Đó là sơ trụ Bồ Tát hay đẳng giác Bồ Tát, bạn không biết được đâu. Vì sao vậy? Vì trí huệ thần thông đạo lực của họ đều bình đẳng. Làm sao bạn có thể nhận ra được? Chỉ có Phật mới nhận ra được thôi. Như Yếu Giải có dạy rằng, ngẫu nghịch thập ác. Đây là tội nghiệp phải đọa vào A Tỳ địa ngục. Ngẫu nghịch thập ác, thập niệm thành tựu đới nghiệp giảng sanh. Đối với những người tạo tội nghiệp này, chúng ta có dám xem thường không? Không dám. Người này khi lâm chung gặp được bạn lành, khuyên họ niệm Phật cầu giảng sanh. Nếu người này ngay đó giác ngộ, nhất niệm hồi đầu, đoạn ác tu thiện, mười tiếng niệm Phật là tu thiện, người này chắc chắn được giảng sanh. Trong 48 nguyện, Phật A-di-đà nói, duy trừ ngũ nghịch thập ác. Vì sao vậy? Vì người này không tin. Không tin thì không thể cứu được. Ngũ nghịch thập ác nếu như có đầy đủ tính hạnh nguyện thì vẫn thành tựu được. Cho nên sau đó Ngài nói rất rõ ràng. Nếu người nào đó không tin thì không có cách nào, không thể quay đầu được. Người tạo ngũ nghịch thập ác khi lâm chung có thể tin được là đã quay đầu rồi. Có thể quay đầu là có thể giảng sanh. Bạn nghĩ xem chuyện này có dễ không? Thật sự không thể nghĩ bàn. Đới nghiệp giảng sanh, người ở hạ hạ phẩm cũng được tam bất thoái. Câu này rất quan trọng. Phàm thánh động cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng được tam bất thoái. Cho nên người này là Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Lại hiểu rõ, đây là trong Yếu Giải nói, mới có thể thâm tín nguyện lực của Phật A Di Đà. Câu này phải nên nhớ lấy. Thâm tín không nghi ngờ nguyện lực của Phật A Di Đà chút nào. Tin Phật lực mới có thể thâm tín công đức danh hiệu. Chúng ta niệm Phật, mọi người đều niệm Phật. Công phu niệm Phật không giống nhau, hiệu quả không giống nhau, công đức không giống nhau. Vì sao vậy? Hoàn toàn nhìn vào tính lực của bạn. Bạn có một phần thành tín, bạn sẽ có một phần công đức niệm Phật. Bạn có 10 phần thành kính thì công đức niệm Phật của bạn chắc chắn có 10 phần. Thì làm sao mà giống nhau được? Không giống. Thâm tín đối với công đức danh hiệu của chúng ta từ đâu mà có? Bạn nên hiểu rõ đạo lý này, bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc nghiên cứu kinh giáo. Đối với kinh giáo, bạn càng thấu triệt, thì tín nguyện của bạn càng kiên cố. Đối với kinh giáo, không thấu triệt, không hiểu rõ, thì lòng tin rất mong manh.
có thể nói rằng chỉ trồng một chút thiện căn trong A-lại-da thức mà thôi, không có tác dụng gì. Người khác nói với họ pháp môn này tốt, pháp môn kia hay, là họ dao động. Họ sẽ chuyển đổi sang tin pháp môn khác, học kinh giáo khác. Điều này chư tổ thường dạy, chư vị tổ sư gọi đó là lộ thủy đạo tâm. Mặt trời vừa mọc là giọt sương không còn nữa. Đó chính là người niệm Phật nhiều, người được giảng sanh thì ít. Vì sao vậy? Vì tín nguyện không kiên cố, không thâm sâu. Lý là như vậy. Do đó, đối với việc học tập kinh giáo là quan trọng hơn hết. Đặc biệt là vào thời đại từ nay trở đi. Ở quá khứ, chúng ta không nói đâu xa. Quá khứ 60 năm về trước, một khẩy ngón tay, những người trước thời chúng tôi, nhưng chi tiết về truyền thống văn hóa rất sâu dày. Người thời đó không học qua kinh giáo, chuyên dạy họ niệm một câu A-di-đà Phật. Những người đó thật thà, nghe lời, làm nhiệt tình, giảng sanh được. Cả đời không nghe qua kinh giáo. Ngày đó cơ hội được nghe kinh giáo không dễ dàng, không phương tiện như ngày nay. Một câu danh hiệu Phật niệm thành công, có đủ điều kiện này. Giống như Lưu Tố Dân cư sĩ nói vậy, cô này không có sở trường. Chị chân thật nói với người khác, sở trường của cô ấy chỉ có 6 chữ. Thật thà, nghe lời, làm thiệt. Nhưng mà cô ấy vẫn còn nghe kinh. Nuôi dưỡng thiện căn phước đức của mình sâu dày. Vì cô ấy là người hiện thời, có đầy đủ phương tiện khoa học. Cô ấy có được đĩa kinh Vô Lượng Thọ. Chắc là đĩa của tôi giảng ở Singapore ngày xưa. Đĩa kinh Vô Lượng Thọ tôi giảng ở Singapore, không bao lâu đã phổ biến ở Trung Quốc. Cô ấy có được. Bộ đó có 60 đĩa. Khi đó tôi đã ở Singapore 1 tháng. Một ngày giảng 2 tiếng đồng hồ. 60 giờ đồng hồ là giảng xong kinh Vô Lượng Thọ. Chú giải mà tôi dùng là chú thích của Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ. Tôi đã dùng cuốn đó. Khi đó vẫn chưa được tiếp xúc với Hoàng lão cư sĩ. Mỗi đĩa là 1 tiếng đồng hồ. Ngày xưa thâu là băng cassette, sau này mới chuyển thành đĩa. Cô ấy nói với tôi, mỗi ngày cô ấy nghe 1 đĩa, 1 tiếng đồng hồ. Mỗi đĩa cô ấy nghe 10 lần. Nói cách khác, mỗi ngày cô ấy nghe 10 lần, chính là 1 đĩa nghe 10 lần. Qua ngày thứ 2 thì đổi đĩa khác. 60 ngày thì nghe hết bộ kinh này. Sau khi nghe xong, lại nghe lại từ đầu. Cô ấy đã làm được nhất môn thâm nhập trường thời huân tu.
Cho nên đối với bộ kinh này cô ấy rất rành. Tín nguyện đã như thế mà chấn định được. Cô ấy không hề có tơ hào hoài nghi. Người chân thật, nghe lời, làm thiệt, cô ấy đã thành công. Mọi người nghe cô ấy giảng đều khen cô ấy giảng hay. Cổ nhân Trung Quốc thường dạy thuộc năng sanh xảo, thành thuộc rồi thì biến thành của mình thôi. Cho nên cô ấy giảng kinh dạy học thành tựu được vẫn là trong phương pháp truyền thống xưa kia, chính là trùng tuyên lại, chứ không có cách nào khác. Bạn xem một bộ kinh từ đầu đến cuối, nghe 10 lần, cô ấy rất khéo léo. 10 lần của cô ấy không phải là từ đầu đến cuối nghe 10 lần, mà là mỗi đĩa nghe 10 lần. Cũng là 60 ngày, 10 lần đầy đủ. Sức mạnh này lớn lắm. Mỗi ngày một đĩa, nghe lại 10 lần so với mỗi ngày nghe 10 đĩa. 6 ngày nghe một lần, hiệu quả tốt hơn nhiều. Quý vị đều có thể thực nghiệm. Thử xem sao, bạn sẽ hiểu được. Phương pháp dạy học của cổ thánh tiên hiền, phương pháp xem ra rất ngốc, nhưng thật sự đạt hiệu quả, không để cho bạn khởi vọng tưởng. Thành thục rồi là của chính mình. Đến khi mình có chỗ lãnh ngộ thì mới có thể phát huy. Được oai thần giá trị của Tam Bảo, bạn mới phát huy được. Sau khi phát huy xong thì thế nào? Bản thân mình cũng không biết là giảng cái gì. Như vậy là đúng rồi. Mình có thành kiến ở trong đó, bạn sẽ nhớ ra bạn đã nói những gì. Khi Phật lực gia trì bạn thì bạn sẽ không nghĩ ra. Sau khi giảng xong, trong đầu bạn không có gì. Hỏi bạn vừa giảng gì vậy? Bạn không biết. Kinh nghiệm này phàm các vị pháp sư lên tòa giảng kinh đều có. Đế Nhàn lão pháp sư là pháp sư một đời giảng kinh. Ngài giảng kinh Viên Giác, có mấy vị cư sĩ già đều là những người rất nổi tiếng vào năm dân quốc đầu tiên. Nghe Ngài giảng kinh ghi chép lại. Sau khi chép xong, mỗi lần giảng kinh hoàn tất, Giang Vị Nông cư sĩ ghi chép cho Ngài, đưa cho Ngài coi. Ngài coi xong bèn hỏi Giang cư sĩ, cái này tôi giảng hả? Ông ấy nói dân, sao tôi giảng được hay quá vậy? Ngài không hề biết. Trên pháp tòa Tam Bảo gia trì, không phải mình nghĩ mình giảng thế nào, không phải đâu. Không hề chuẩn bị. Đến khi đó tự mình giảng được, là Phật lực gia trì đó. Phàm những vị thường ở trên pháp tòa giảng kinh đều có kinh nghiệm này. Cho nên trước khi giảng kinh phải thỉnh gia, thỉnh cầu Tam Bảo gia hộ. Sau khi giảng kinh xong, phải biết cảm ơn. Tu cái gì?
tu khiêm hạ, tu lễ kính. Tiếp tục coi tính trì danh mới có thể thâm tính tâm tánh ngô nhân vốn bất khả tư nghị vậy. Tâm tánh của chúng ta trên pháp tòa một niệm chân thành thì sẽ thông với chư Phật Bồ Tát. Cho nên tin tức đó tự nhiên truyền đến. Danh từ trong Phật Pháp gọi đó là Pháp Nhĩ Như Thị. Pháp vốn là như vậy. Đó là bạn có cảm. Bạn nói, bạn không cầu. Đây gọi là minh cảm. Chính bản thân bạn không hề hay biết. Một chút chân thành đó của bạn, một chút phụng hiến vô tư, một chút nguyện vọng đó, nguyện tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Chính bản thân bạn còn chưa cảm nhận được thì chư Bồ Tát đã nhận được điện tín rồi. Các ngài sẽ minh hiển gia hộ cho bạn. Tâm tánh bất khả tư nghị, tâm tánh đồng với chư Phật Bồ Tát. Lại nữa, nhân duyên bất thoái ở cực lạc quá năm đều muốn giải thích trong đây. Ngẫu Ích Đại Sư giảng: thứ nhất, Di Đà Đại Bi nguyện lực nhiếp trì nên bất thoái. Tâm từ bi của A Di Đà Phật nguyện lực nhiếp thọ tất cả chúng sanh, bình đẳng nhiếp thọ, phổ biến nhiếp thọ, nhiếp thọ vĩnh hằng không gián đoạn. Vì sao chúng ta không cảm nhận được? Chúng ta thật sự được nhiếp thọ nhưng mà không cảm nhận được. Vì sao vậy? Vì tập khí phiền não quá sâu dày làm chướng ngại. Nếu như tập khí phiền não mỏng một chút thì bạn sẽ cảm nhận được. Đó là bất thoái thứ nhất. Thứ hai, Phật quang thường chiếu, Bồ đề tâm tăng tiến, nên bất thoái. Đó là Phật lực giá trị bạn. Đến thế giới cực lạc quá rõ ràng. Phật quang chiếu đến chắc hẳn nâng đạo hạnh, công lý và công lực của bạn lên. Thứ ba, nước chim cây cối đều diện nói diệu pháp, tăng kỳ chánh niệm nên bất thoái. Điểm này quý vị đều biết. Trong kinh Đức Phật giảng rất rõ ràng, thế giới cực lạc, nước chim cây cối hoa cỏ đều diện nói pháp. Đó đều do thần thông của Đức Phật A Di Đà biến hóa ra. Đức Phật A Di Đà biến thành một đóa hoa. Đức Phật A Di Đà biến thành một con chim. Đức Phật A Di Đà biến thành một cái cây. Đều đang nói pháp cho bạn. Cho nên bạn sẽ không thối chuyển. Thứ tư, đều là chư Bồ Tát là bạn hữu. Ngoài không có tà ma, trong không có phiền não, cho nên bất thoái. Cực lạc thế giới thù thắng không gì sánh bằng. Chư Bồ Tát là ai vậy? Là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Bạn nên biết,
Tuy là hạ hạ phẩm giảng sanh, sanh về phàm thánh đồng cư độ. Bạn nên nhớ câu này trong kinh. Đều là Bồ Tát A Duy Việt Trí, là nền tảng của Bồ Tát A Duy Việt Trí, là sơ trụ của Viên giáo, là sơ địa của Biệt giáo, đều là Pháp Thân Đại Sĩ. Cũng chính là phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân. Để thế giới Cực Lạc đã phá vô minh chưa? Chưa phá. Cũng chưa chứng được Pháp Thân. Nhưng mà bổn nguyện oai thần của Phật A Di Đà gia trì cho bạn. Bạn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc hưởng thụ, thọ dụng hoàn toàn giống như Pháp Thân Bồ Tát, trí huệ bình đẳng, thần thông bình đẳng, đạo lực bình đẳng, không có cái gì là chẳng bình đẳng. Đó là bổn nguyện oai thần của Phật A Di Đà gia trì. Nói cách khác, sanh về thế giới đó giống như thế giới thật báo trang nghiêm độ của mười phương chư Phật, không hề sai khác. Bạn nên nhớ, đồng cư độ và thật báo độ không sai khác. Điều này trong quốc độ của tất cả chư Phật đều không có. Chỉ có thế giới Tây Phương là đặc biệt. Thần thông đạo lực của tất cả chư Phật Như Lai cùng Phật A-di-đà bình đẳng. Đức Phật A-di-đà hiện ra tịnh độ này, vì sao các vị Phật khác không hiện? Chư Phật Như Lai không phải là phàm phu. Phàm phu háo thắng. Anh làm tôi cũng làm. Anh hiện Cực Lạc tôi cũng có thể hiện Cực Lạc. Tôi không thua anh đâu. Háo thắng. Chư Phật Bồ Tát không có tập khí này. Phật A Di Đà hiện ra. Được. Mọi người cùng đi đến đó. Bạn nghĩ tâm lượng này có lớn không? Những gì Phật A Di Đà hiện ra chính là của nhất thiết chư Phật hiện, trong đó không có sự phân biệt. Ở bên đó đã có sẵn rồi, mười phương chư Phật tiếp dẫn chúng sanh thành Phật, giáo hóa một thời gian, đi hết, qua bên đó hết, không có mình. Mười pháp giới chính là một pháp giới. Quốc độ của chư Phật chính là một quốc độ. Đâu có giống như chúng ta ở đây phân biệt chấp trước. Cho nên lạc vào phân biệt chấp trước, tức khắc bị đọa lạc. Cái này không thể không biết. Bạn xem toàn bộ là Pháp Thân Đại Sĩ, không có ma dương ngoại đạo, không có tà ma bên ngoài. Bên trong thì không có phiền não, không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cho nên người này không thối chuyển. Thứ năm, thọ mạng vĩnh kiếp, cùng Phật tương đồng nên bất thoái. Vô lượng thọ, thật sự vô lượng thọ. Chúng ta tiếp tục coi đoạn cuối cùng này. Khái phu, thánh đức khó lường, ân Phật khó báo, Phật Di Đà bi tâm chí cực, thánh trí vô luân. Từ đó lưu hiện đồng cư tịnh độ này, phàm phu dễ sanh. Hành nhân không cần đoạn hoặc tiêu nghiệp, chỉ cần tín nguyện trì danh, hạ chí mười niệm đều được giảng sanh, ra khỏi tam giới, vĩnh ly chư khổ, vị đăng bất thoái, nhất sanh bổ Phật, siêu tình ly kiến, bất khả tư nghị. Đây là đoạn tổng kết, tổng thu cuối cùng. Mỗi câu đều chân thật bất hư. Đúng vậy.
Chỗ này nói thánh đức chính là đức lớn của Phật A Di Đà, đại ân đại huệ không thể tưởng tượng. Ân của Di Đà, ân của chư Phật giới thiệu, chư Phật đề cử. Ân của Di Đà khiến chúng ta cảm nhận được ân đức của nhất thiết chư Phật. Mười phương nhất thiết chư Phật, không có vị nào chẳng tán thán Phật A-di-đà, không có vị nào chẳng đề cử Phật A-di-đà, không vị nào chẳng giới thiệu Phật A-di-đà, khiến cho chúng ta thật sự nhận biết được Phật A-di-đà. Biết được vị Phật này, biết được pháp môn này, thật khó gặp. Cho nên tâm từ bi của Di Đà chí cực đến cực điểm. Trí huệ của Di Đà không gì sánh bằng, không gì có thể so sánh được. Từ ân đức của Ngài, bi trí lưu hiện, lưu lộ xuất hiện, đồng cư tịnh độ, phàm phu dễ sanh. Chúng ta mới có thể một đời viên mãn thành tựu. Hôm nay đã hết giờ rồi. Đoạn cuối cùng ngày mai chúng ta tiếp tục nghiên cứu.